Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là cuối tuần ha. Hôm nay thì mình xin cập nhật các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Xiaomi cuối tuần tại Thế Động này. Thì xem cuối tuần ở tháng 7 này Xiaomi có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì thì các bạn nha. Rồi đầu tiên thì mình đi vào con có giá thấp nhất, đó là con Xiaomi Redmi A3, RAM 3, bộ nhớ trong 64GB, giá là 2.490.000, giảm được 300.000 là còn 2.190.000 các bạn. Con này hỗ trợ các bạn gốc 0% lãi suất, tặng được sim lên 4G trị giá 480.000 khi tham gia thu điện thoại cũ 2G lên sản phẩm này ha. Cơ hội trúng xe máy Yamaha mỗi tháng. Đây là con Redmi A3 các bạn. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà thiết kế rất là đẹp nha. Redmi A3 này nó sẽ có một cái phiên bản màu xanh lá, phía sau là giống như da các bạn. Và máy màu đen ha. Và nó thêm một màu xanh là xanh dương các bạn. Redmi A3 này thì sở hữu màn hình đây là 6.71 inch với độ phân giải màn hình là HD+. Máy được trang bị con chip là Helio G36 với tần số quét màn hình trên con này là 90Hz. RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB. Máy sẽ có phiên bản là RAM 4, bộ nhớ 128GB nữa các bạn nha. Con này thì camera selfie phía trước 5MP, hai camera phía sau với cam chính là 8MP và một camera phụ với độ phân giải là 0.08M các bạn. Thiết kế rất là đặc sắc nha, cùng cam rất là đẹp, không quá dày các bạn. Viên pin trên con Redmi A3 này là 5000mAh và con này hỗ trợ sạc 10W sạc thường nha. Rồi tiếp theo Redmi 13C phiên bản RAM 4GB, giá là 3.090.000, giảm còn 2.790.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây là con Redmi 13C RAM 4GB. Máy sẽ có phiên bản là RAM 6GB nữa các bạn. Màn hình khá là to, 6.74 inch với độ phân giải màn hình là HD+, tần số quét là 90Hz. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G85. RAM trên máy thì chúng ta sẽ có RAM 4 bộ nhớ 128 và phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 8MP. Camera sau với cam chính là 50MP và một camera phụ với độ phân giải là 2MP. Viên pin là 5000mAh và nó hỗ trợ sạc nhanh được là 18W các bạn. Thiết kế khá đẹp ha. Máy sẽ có một màu như đang có trên tay đây và một màu xanh lá các bạn và màu đen, ba màu. Rồi, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Xiaomi, đó là Redmi 13. Mà sản phẩm chỉ có Thế Động và Điện Máy Xanh mới có thôi, những hệ thống khác sẽ không có con này nha. Đây là phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB, giá là 4.290.000, giảm là còn 4.090.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm thêm được 100.000 nếu là học sinh sinh viên và tài xế xe công nghệ, tặng được cái sim lên mạng 4G trị giá 480 khi thu cũ 2G lên sản phẩm này. Đây là con Redmi 13, một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà cấu hình rất là ngon các bạn, thiết kế cũng rất là đẹp ha. Đây là thiết kế mặt lưng phía sau, máy sẽ có màu xanh như mình đang có trên tay, màu hồng, màu vàng và màu đen nữa bạn. Máy sẽ sở hữu màn hình đây là 6.79 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Tần số quét màn hình con này là 90Hz. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G91 Ultra. RAM 6GB bộ nhớ 128GB và máy sẽ có phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB nữa các bạn nha. Camera thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera phía sau, 2 camera thôi các bạn, với cam chính là 108MP và một cam phụ với độ phân giải là 2MP. Đây là cái đèn LED nha. Camera selfie 13MP, viên pin trên máy là 5030mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 33W các bạn. Máy sẽ được trang bị chuẩn kháng nước kháng bụi IP53. Đây là ba màu sắc của máy, bốn màu sắc của chiếc máy này bạn. Rồi tiếp theo là sẽ có con Xiaomi Redmi Note 13 phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB, 5.290.000. Máy sẽ có 3 phiên bản các bạn, RAM 8 bộ nhớ 128, RAM 6 bộ nhớ 128 và một phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB nha. Con này thì hiện tại giá thì là 5.290.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Các bạn mua sẽ được tặng cái phiếu mua hàng trị giá là 300.000. Phiếu mua hàng này thì sẽ áp dụng cho các bạn mua tất cả sản phẩm ở Thế Động và Điện Máy Xanh, trừ thu hộ và thẻ cào các bạn nha. Đây là con Note 13. Note 13 này được thiết kế rất là đẹp nha. Màn hình ở đây là màn hình 6.67 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy được trang bị con chip là Qualcomm 685, RAM 8 bộ nhớ đây mình có là 128GB.
Tần số quét màn hình con này là 120Hz. Camera selfie với độ phân giải 13-16MP. 3 camera phía sau với cam chính là 108MP và 2 cam phụ là 8 và 2MP. Viên pin là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 33W các bạn. Rất là đẹp nha. Máy sẽ có màu vàng nè, màu xanh lá và một màu đen các bạn. Rất là nhiều màu mới lạ cho các bạn lựa chọn luôn. Rồi một bản nâng cấp của Note 13 đó là Note 13 Pro. Ở đây là mình có phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB. Giá giảm, giá 7990 giảm còn 6.790. Nó sẽ có một phiên bản là RAM 8 bộ nhớ 128 các bạn. Giá thì hình như rẻ hơn con này tầm khoảng 1-200 ngàn các bạn. Hiện tại bạn mua phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256 thì nó sẽ được tặng cái phiếu hàng lên đó là 400 ngàn nha. Hỗ trợ gốc 0% sách. Đây là Note 13 Pro phiên bản 4G. Con này thì thiết kế cái camera phía sau khá là to các bạn. Note 13 Pro phiên bản 4G này thì sau màn hình là 6.67 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng, tần số quét là 120Hz. Máy sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 16MP. 3 camera phía sau với cam chính là 200MP và 2 cam phụ lần lượt là 8 và 2MP. Máy được trang bị con chip Helio G99 Ultra, RAM 8 bộ nhớ 256. Camera thì chúng ta sẽ độ phân giải khá là cao các bạn ha, 200MP luôn á. Đây là cái đèn LED. Viên pin trên máy là 5000mAh và nó sẽ hỗ trợ được công nghệ sạc nhanh lên đến là 67W các bạn, sạc siêu nhanh luôn. Và nó sẽ được trang bị thêm cái chống kháng nước kháng bụi IP54. Thêm cái kháng bụi nhẹ các bạn ha. Rồi một bản nâng cấp của con RAW nữa là con RAW 5G. Note 13 Pro 5G RAM 8 bộ nhớ 256GB, 9.490 giảm là còn 7.890. Máy sẽ có phiên bản là RAM 12GB bộ nhớ 512GB các bạn nha. Con này hỗ trợ trả góp 0% lãi suất luôn. Note 13 Pro 5G một chiếc máy thiết kế rất là đẹp các bạn. So với con RAW 4G thì cụm cam phía sau khá là mỏng và bớt thô hơn so với con kia ha. Con này thì màn hình đây là 6.67 inch, độ phân giải lên đến là 1.5K. Máy sẽ được trang bị ở đây là con chip Qualcomm 7S Gen 2 5G, RAM 8 bộ nhớ 256GB. 3 camera phía sau với cam chính là 200, 2 cam phụ là 8 và 2, selfie 16. Viên pin là 5100mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đó là 67W các bạn nha. Quá đẹp luôn. Xiaomi Redmi Xiaomi 13T RAM 8 bộ nhớ 256GB 10.990.000 hỗ trợ gốc 0% sức. 13T này được tân trang bị tần số quét màn hình lên đến là 144Hz các bạn, siêu mượt mà luôn. Màn hình ở đây là 6.67 inch, độ phân giải là 1.5K. Máy được trang bị con chip là Dimensity 8200 Ultra, RAM 8 bộ nhớ 256GB. Máy sẽ có phiên bản là RAM 12GB nữa các bạn. Camera thì chúng ta sẽ có 3 camera phía sau với cam chính là 50, 2 cam phụ lần lượt là 50 và 12MP. Selfie là 20MP. Viên pin là 5000mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 67W các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Rồi cuối cùng ở đây thì mình sẽ có một sản phẩm khá là cao cấp của Xiaomi, đó là Xiaomi 14 5G, giá 24.490 giảm còn 21.490.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây là con Xiaomi 14, một chiếc máy cũng khá là gọn nhưng mà cấu hình khá là khủng các bạn nha. Xiaomi 14 này thì sở hữu màn hình là 6.36 inch, độ phân giải là 1.5K. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 8 Gen 3, RAM 12GB, bộ nhớ 512GB. Máy sẽ được trang bị bộ 3 camera phía sau với độ phân giải đều là 50MP bạn, hết luôn bạn, 5K, 3 cam đều 50. Selfie là 32MP và viên pin là 4610mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 90W các bạn. Máy nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Xiaomi nó cũng có một phiên bản cao cấp hơn, đó là 14 Ultra, giá mắc hơn các bạn nha. Rồi thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của Xiaomi cuối tuần này tại Thế Động các bạn nha. Bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.